nhà hàng vhp ở long xuyên tuy không thể so sánh được cà phê ninh kiều của cần thơ nhưng có thể nói ở long xuyên vhp đã đẳng cấp lắm rồi bởi vậy hầu hết các tiệc tùng sang trọng đều được giới dân chơi nhà giàu tổ chức ở đây uông phú cũng không ngoại lệ hai ngày nay dỗ tin gã được thăng làm phó trưởng công an xã núi voi một xã của huyện tịnh biên tuy là chưa chính thức nhưng việc này không ngăn được Uông Phú mở tiệc lớn mời anh em tới để chung vui. Theo quy chế, trưởng công an của xã cấp bậc phải là thiếu tá. Vậy thì phó trưởng ít ra cũng mang quân hàm đại hoặc thượng úy. Uông Phú ra trường mang quân hàm thiếu úy, chưa được một năm, chiến công hiển hách, công tác thì vượt trội, nên nhanh chóng được đặc biệt thăng làm trung úy. Gần đây, nghe Uông Phú bị đình chức vì phạm thượng tân bí thư tưởng gã xong rồi, kế đó chuyện lưu chuyển cán bộ. Trình Quốc Cường có tên trên An Giang phong thần bảng, khiến trong giới cán bộ công chức ai cũng lo lắng. Suy nghĩ có phải hay không, thật sự gió đã đổi chiều. Tam Đại Lão Huy Cảnh Hầu đã yếu thế và đã chịu lép rồi. Nếu không sao lại như vậy, nhưng nghĩ cũng phải. Bí thư Hoàng Bích Trâm là ái nữ của Chủ tịch Quy Hát mà. Ai rẻ hôm nay, tên Uông Phú không những được phục chức còn được tăng thêm chữ phó, khiến một số người gần đây có tâm tư dao động liền tỉnh ngộ, giật mình kinh hãi. Việc này đủ chứng minh thế lực của tam đại lão Huy Cảnh Hầu ở An Giang vẫn bình chân như vậy. Tân Bí Thư tuy là ái nữ của Chủ tịch Hoàng Ngọc Hải nhưng vẫn chưa đủ sức làm lung lay căn cơ gốc rễ của bộ ba này. Bởi vậy, vậy, đây là dịp thông qua Uông Phú để gián tiếp thể hiện lòng trung thành sát son với Uông Hầu đồng nghĩa là trung thành với bộ ba Huy Cảnh Hầu. Được mời hay không, không quan trọng, cứ chan chân tới chúc mừng, đồng thời để lại phong bì, chúc xếp phú, đường quan thanh thang rộng mở. Trưa hôm nay, nhà hàng VHP đông nghẹt, quân phú mặc com lê như chú rẻ, đứng ngay cửa đón khách. Phong bì mừng nào cũng đầy khui, khiến miệng gá chưa hề khép nụ cười. Gã lầm nhầm tính, với mặt mũi của bác hai, mỗi phong bì ít nhất cũng 10 triệu hơn 100 phong bì, chắc cũng gần hai tỏi. Á đủ, quá đã. Dĩ nhiên rồi, được lên chức phó đồn trưởng thôi. Mở tiệc khoản đãi cùng anh chị em bạn bè trong ngành, chung vui là chuyện thường. Nhưng không đến nỗi phải rình rang xôm trò như vậy. Vấn đề là Uông Phú Phạm Thượng Bí Thư đã không sao, còn lại được lên chức, khiến nhiều người suy nghĩ. Suy cho cùng thì rất là hợp lý thôi. Tuy Bí Thư tỉnh ủy là ái nữ của Chủ tịch Quỳ Hát, nhưng đến đây lập thành tích để mạ vàng. Vài năm sau, phủi đít về Hà Nội, ngồi cao ngất ngưỡng chừng đó, Chủ tịch Huy không phải sẽ là bí thư hay sao? Như vậy, bây giờ xếp thành hàng với bí thư Bích Trâm không phải là sự lựa chọn sáng suốt, cho nên nhất định phải tỏ lòng chung với Chủ tịch Huy mới là thượng sách. Và dịp này là cơ hội để thể hiện phong bì nặng một chút đâu có sao. Quan trọng là Uông Giám đốc biết, mà Uông Giám đốc biết chính là chủ tịch Huy biết trên trán mình có chữ Huy. Bên trong, khách ngồi đông nghẹt, nói là đãi bạn bè trong cơ quan, nhưng bạn bè của Uông Phú chỉ lác đác một vài tên cùng cấp bậc với gã, còn lại là cấp tá, thân tín của Uông Hầu. Hơn một nửa khách đều là tay to mặt lớn trong bộ máy của tỉnh, từ giám đốc sở đến bí thư, chủ tịch, trưởng, phó trưởng phòng các quận, huyện, thị trấn, nhìn vào rất hoành tráng, cho nên nếu không biết, ai cũng tưởng là ngày mừng sinh nhật hay thăng quan của uông hầu mà không phải là uông phú uông hầu ngồi ngay ở vị trí chủ vị của bàn vip không thấy trình quốc huy và huỳnh thanh cảnh hợp lý thôi uông phú chỉ là tép diêu cho dù là cháu của uông hầu cũng không ngoại lệ không đáng cho hai đại lão đi giá uông hầu cũng chỉ là miễn cưỡng tới lão muốn nhân cơ hội để phô trương thanh thế của mình coi giữa lúc nhiễu nhương này ai đến chung vui thì vẫn là người của phe ta. Hai vợ chồng Lê Thanh Nghị, Lý Tuyết Cầm và Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Văn Luyện cũng trong số này đang ngồi cùng bàn VIP với Uông Hầu, trò chuyện với nhau rất là thân thiết. Hai bên đều biết lá bài tẩy của nhau, giờ này cùng ngồi ở đây khó mà biết được trong đầu họ đang nghĩ gì. À nè anh Luyện, sao hôm nay có một mình anh vậy, bà xã đâu rồi? Cũng không thấy con trai và con dâu anh. Uông Hầu thân thiết hỏi. Hi hì, là như vậy, đứa con gái ở thành phố ngã bệnh, bà xã tôi không yên lòng nên đi lên đó coi sao. Hầu giám đốc cũng biết rồi đó, bà xã tôi lái xe đường gần thì được, nhưng đường xa thì không tốt lắm đâu. Sẵn thằng Đạt, rảnh nên hai vợ chồng nó cùng đi, có vậy tôi mới yên lòng. Nói tới đây, Vũ Văn Luyện cầm ly bia lên hớp một ngụm. Vậy à, nói tới mới sực nhớ ha ha, con gái anh có chỗ chưa? Anh thấy thằng Phú có được không? Hay là hai nhà mình làm xui đi? Uông hầu cười híp mắt đề nghị. Hì hì, nghe anh nói tôi cũng thấy ham. Nhưng chuyện này không tới phiên tôi làm chủ. Bọn trẻ ngày nay có lựa chọn của tụi nó. Nhất là con Hảo, cứng đầu lắm. Tôi nói nó đi hướng đông, thì nó đi hướng tây. Vũ văn luyện bên ngoài lắc đầu, ra vẻ lực bất tòng tâm. Bên trong đầu âm thầm khinh bỉ. Tiếng tâm của Uông Phú ở An Giang, thúi hơn đống cứt tệ hơn cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga nằm mơ đi ấy sao lại nói như vậy không có gì tuyệt đối đâu cho hai đứa tới lui một thời gian biết đâu sinh tình anh không phản đối là được rồi uông hầu phất tay sao lại phản đối chứ tôi rất cởi mở lòng trong vấn đề này chỉ cần con hảo chịu là được lệ mỉm cười dễ dãi có câu này của anh là được rồi ha ha lát nữa để tôi nói thằng phú biết để nó mừng nói thật nhá nó kết con gái anh lâu lắm rồi. Này, cạn ly. Uông hầu đắc ý nâng ly. Ý anh hầu, nhìn coi ai tới kìa. Nét mặt kinh ngạc, Lê Thanh Nghị chỉ. Uông hầu quay người nhìn ra ngoài. Lão sửng sốt, trước cửa nhà hàng có hai chiếc xe xe. Phó giám đốc sở vừa được nhận trước không lâu. Đại tá Thanh Phượng cùng bốn nữ sĩ quan lần lượt bước xuống. Cả hai người chậm chậm tiến vào nhà hàng. Thấy Thanh Phượng, uông phú trước là sửng sốt một vài giây sau đó ngoài mặt tỏ vẻ niềm nở nhưng trong bụng thì khinh thường thầm nghĩ tưởng là oai lắm nhưng không ngờ cũng bị bác mình thu phục rồi vậy thì từ nay có thể nói là người một nhà ấy ui có mấy em sao lại lạ mặt vậy nhưng em nào em nấy nhìn thật là bá cháy chắc là mới được điều tới phú nghĩ thầm miệng nuốt nước mọt từ lúc biết tự sướng cho đến bây giờ đã chơi nhiều gái rồi con gái có Đàn bà có, nhưng chưa được giờ tới mưu vật như vậy. Nhìn nàng nào cũng bốc lửa, mặc dù trong y phục sĩ quan, nhưng vẫn không che đậy được, chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Gã âm thầm đoán em này, lá tre hay là em kia lá mít hoặc là lá đa, dạ trên hay dạ dưới, dạ dưới thì đóc văn ghi mới phê. Nào đã hết đâu, ngay lúc này, một trong bốn mỹ nữ nhìn gã, miệng cười cười, nháy mắt, liếm môi, khiến cho Phú ngẩn ngơ, đứng sững người, thầm nghĩ. Ái trà, ý gì đây ta? a à, hiểu rồi. Em này biết mình là cháu của bác hai, nên muốn câu mình đây mà. Hì hì. Vậy thì được thôi, đỡ tốn thời gian cua. Chắc mấy em khác cũng không khó. Ái trà, được đem mấy em này về mà hành hạ, cho dù có tổn thọ một hay hai năm cũng nguyện ý. Nghĩ vậy, nên gã cảm thấy tâm trạng bay bổng tận chín tầng mây. Nhanh chân bước tới, miệng cười niềm nở đón chào. Hoan nghênh, hoan nghênh, xin mời. Thanh Phượng nhếch môi cười lạnh, quay người nhìn về phía sau, khẽ hất đầu ra hiệu, nàng chờ giây phút này khá lâu rồi. Trong cơ quan khó có thể tin tưởng được ai, hầu hết đều là tay chân của Uông Hầu, nên nhất cử nhất động của nàng đều bị giám sát. Cũng may cái tên cả chớn mắc dịch kia rất thấu hiểu tình người, gửi viện binh, nếu không nàng sẽ điên lên mất vì phải chờ thêm một thời gian mới có thể còng tên này. Bởi vậy, khi vừa thấy Phương Anh và Thục Linh cùng với Diệu Hiền, Hoàng Anh được hắn phái tới hỗ trợ mình, đúng lúc hôm nay là ngày quân phú, đang hí hưởng ăn mừng, vậy thì là ngày thích hợp nhất, không muốn chờ thêm giây phút nào, liền dẫn đội đặc biệt hành động. Trung úy quân phú phải không? Tôi là thiếu tá Phương Anh, tổ trưởng tổ đặc nhiệm của Cục A03. Đây là các đồng sự của tôi. Đại tá Thục Linh, Thiếu úy Diệu Hiền, Thiếu úy Hoàng Oanh. Giới thiệu xong, theo thủ tục cùng Thục Linh, Diệu Hiền, Hoàng Oanh lần lượt xuất trình thẻ công tác. Là tôi, xin hỏi có chuyện gì? Phú Kinh Hãi, sửng sốt trong đầu ong ngong với cụm từ Cục A03, Tổ đặc nhiệm. Liên quan tới vụ án, cái chết của Nguyễn Thị Thanh cách đây 2 năm. Chúng tôi có đủ bằng chứng, anh là hung thủ. Xin hãy hợp tác. Giọng lạnh lùng. Thục Linh móc còng số 8, bước tới. Diệu Hiền, Hoàng Ngoanh, nhanh chóng phối hợp, chặn trái chặn phải trước sau. Các người biết tôi là ai không? Bác hai. Hoàng hốt quay mặt hướng vào bên trong nhà hàng. Phú la lớn kêu cứu. Lai cũng mặc. Phương Anh bung một cước ngay nhượng. Uông Phú quỵ xuống. Thục Linh nhanh chóng bẻ quạt hai tay gã ra sau. Còng số 8 khóa lại. Diệu Hiền, Hoàng Ngoanh, sốc nách gã đứng lên. Từ lúc bốn nàng bước tới, giới thiệu trình thẻ đến lúc còng số 8. Mọi diễn biến nhanh như chớp. Lúc này nhiều người từ bên trong ùa ra kinh hãi, tưởng mình nhìn lầm khi thấy hai tay uông phú có chiếc còng số 8. Phượng đồng chí, là chuyện gì? Các đồng chí này là ai? Sắc mặt uông hầu xa sầm còng tay uông phú, đồng nghĩa với việc bị chét cứt lên mặt. Làm sao có thể chịu được mối nhục này? Lão nói như hét. Năm ngoái, vụ án tiền dâm hậu sát Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thanh. Gần đây, sau khi tra xét tỉ mỉ, tôi nhận thấy có rất nhiều điểm nghi ngờ, hơn nữa, mọi bằng chứng cho thấy hung thủ không ai khác chính là Uông Phú. Đây là lý do tôi nhờ đội đặc nhiệm bắt giữ, còn tại sao tôi phải nhờ đội đặc nhiệm, chắc các người cũng biết rồi." Ánh mắt sắc lạnh, Thanh Phượng nhìn quanh. "Cho dù là như vậy, tại sao tôi không biết chuyện này?" Còn nữa, đồng chí có giấy của viện kiểm sát đồng chí không làm theo đúng trình tự chuyện này tôi sẽ phản ánh với bí thư và bộ bây giờ đề nghị đồng chí thả người uông hầu phất tay ra lạnh vậy thì tùy ông nhưng không thể thả người dẫn hắn đi thanh phượng nhún vai phất tay tôi bay dám uông hầu hét lên tay rút súng chĩa về hướng thanh phượng mắt lão lộ hung quang không nói không rằng phương thanh thục linh nhanh như chớp cũng rút khẩu kia ra không phải một mà mỗi nàng đều hai cây Smith Western Bốn cây chĩa thẳng về quân hầu, Diệu hiền hoàng oanh, cũng không chậm, khẩu kia trên tay, mắt nhìn quanh, đề phòng có người tập kích. Quân hầu, ông suy nghĩ kỹ chưa? Tay không súng, thanh phượng thản nhiên, nàng tin lão là người khôn ngoan, biết tính toán, nên nhất định không có gan bóp cỏ. Lão chỉ có thời gian bắn một phát, phát đạn vừa nổ, thì người của lão sẽ như cái tổ ong. Nàng chưa biết, Diệu Hiền, Hoàng Oanh sẽ hành động như thế nào, nhưng nàng biết chắc là người của Trung tướng Nancy. Phương Anh Thục Linh sẽ không một chút do dự, hạ gục lão để bảo vệ nàng. Nếu là ngược lại, nàng cũng sẽ không trần chờ vì nàng là người của Trung tướng Hoàng Bích Trâm. Cho dù bây giờ thì thủ trưởng là bí thư tỉnh ủy nhưng không có gì thay đổi. Thành Phượng nghĩ không sai chút nào. Thấy bốn khẩu kia chĩa về mình ở cự ly gần khiến cho Uông Hầu đổ mồ hôi lạnh. Uống vài ly rượu mạnh, tâm trí tinh thần của Uông Hầu trở nên kém sáng suốt, nên hồ đồ rút súng. Bây giờ lão rất tỉnh táo, nhưng trong tình trạng tiến thoái lưỡng lan. Hạ súng thì vô cùng mất mặt, bóp cò thì không dám. Lão nhìn ra con đợi thanh phượng này vô cùng thâm độc. Nếu nó cũng rút ra, thì lão còn có lý do tự vệ. Nhưng nếu lão bóp cò, chưa chắc nó bị nguy hiểm đến tính mạng. Mà lão thì lành ít dữ nhiều nếu không muốn nói là mất mạng lão nhìn ra hai người chĩa khẩu kia vào lão mặt không đổi sắc ánh mắt lạnh lùng kinh nghiệm cho lão biết không phải là thứ hiền thuộc hạ thân tín của lão so với họ không cùng đẳng cấp mọi người sợ run lên riêng uông phú như muốn đái ị ra quần gã đã từng cầm khẩu kia chĩa vào người khác lúc đó cảm giác rất oai phong nhưng bây giờ bị người khác chĩa khẩu vào ngay đầu mình thì đây là lần đầu tiên gã sợ mất mặt hai chân run run đứng không vững chỉ cần có tiếng nổ thôi thì không biết sẽ ra sao nữa các vị các vị bình tĩnh hãy bình tĩnh chuyện đâu còn có đó vũ văn luyện vội vàng nhảy ra xoa dịu tình hình cũng là bất đắc dĩ thôi lão không muốn chút nào nhưng đa số người ở đây biết lão xuất thân từ quân đội vậy thì nhất định phải có chút kinh nghiệm chiến trường không phải lão thì còn ai thích hợp hơn nữa không có gì phải thương lượng. Người này hôm nay chúng tôi nhất định phải mang đi. Đây là lệnh của Trung tướng Nguyễn Trần uyển Nếu ai có vấn đề gì thì phản ảnh lên bộ. Không đợi Thanh Phượng đáp. Phương Anh lạnh lùng nói. Thanh Phượng thầm tán thưởng Phương Anh. Vọn vẹn một câu đủ để làm kinh hãi những ai biết cái tên Nguyễn Trần uyển Nàng có thể nói theo lệnh của lãnh đạo mình nhưng có chút không thích hợp vì Hoàng Bích Trâm đã ra khỏi ngành. Hiện trường không có nhiều người biết ai là Nguyễn Trần Uyển, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là những VIP như Vũ Văn Luyện, vợ chồng Thanh Nghị Tuyết Cầm và một vài cấp tá đang có mặt tại đây biết là đủ rồi. Và dĩ nhiên thì Uông Hầu biết, mặt lão thì tái như đít nhái, tay run run. Trung tướng, quan trên một cấp, đủ đè chết lão, nhưng không đáng sợ bằng vị trung tướng này là ái nữ của cụ tổng và rất được lãnh đạo trong ngành thưởng thức tương lai khả năng lên ngồi ghế bộ trưởng của ngành rất cao. Nhưng Uông Hầu thật hoang mang. Lão không hiểu thằng Phú đã làm gì đắc tội với vị kia. Vũ Văn Luyện, vợ chồng Thanh Nghị tuyết cầm và vài cấp tá trong đầu cũng đang nghi hoặc. Vụ án của Uông Phú tuy là vụ án lớn nhưng đã chìm xuống hai năm nay rồi. Sao bỗng dưng trồi lên vậy? Và có liên quan gì đến Tổng Cục Chính trị Nội bộ A03? Thật là khó hiểu. Nhưng hoang mang thì hoang mang Có thắc mắc cứ để trong bụng thôi Một khi vị kia đã nhúng tay vào Thì tốt nhất là ngậm miệng ăn tiền À thì ra các vị là của cục A03 Nếu biết sớm một chút Thì đã không có sự hiểu lầm này Tay cất khẩu kia vào lưng Uông hầu ra vẻ áy náy Loanh quanh trong quan trường hơn hai chục năm Ngồi được cái ghế giám đốc sở xe đầy quyền lực Trình độ trơ chẽn của lão Dĩ nhiên siêu đẳng Giờ phút này nếu còn coi trọng mặt mũi thì là người đần độn, nhất định phải lánh nặng tìm nhẹ mới là khôn ngoan. Nếu không còn gì nữa, chúng ta đi. Thấy lão thay đổi 180 độ, Thanh Phượng nhất miệng cười, quay lưng bước đi. Không nói không rằng, Hoàng Oanh, Diệu Hiền, Sốc Nách kẹp hai bên Uông Phú bước theo. Sau cùng là Phương Anh Thục Linh. Bác hai, bác hai. Uông Phú quay đầu kêu lớn, nhưng vô dụng thôi. Uông Hầu giả điếc, Giờ phút này, bà con thân bằng quyến thuộc chẳng là cái cứt gì hết. Quan trọng là tìm cách giữ mình thôi mới tính. Buổi tiệc nhậm chức của Uông Phú chưa bắt đầu đã tan. Không khí náo nhiệt khi nãy, bây giờ rất điều hưu. Đám khách lặng lặng, không từ mà biệt. Chuyện lưu chuyển cán bộ có thể coi là một sách lược của Tân Bí Thư. Nhưng chuyện ngày hôm nay thì sao? Trọng điểm của vấn đề là vụ án Nguyễn Thị Thanh. Không thể nói là ngẫu nhiên đâu à. Rõ ràng có bàn tay sắp xếp Dùng cái kia cũng có thể nhìn thấy mũi rùi đang nhắm vào bộ ba Huy cảnh hầu Nếu đã thấy như vậy mà tiếp tục lấy chữ Huy hay chữ hầu hoặc chữ cảnh viết lên chán Thì thật là sống uổng kiếp người Chỉ trong vòng nửa giờ sau Tin Uông Phú bị bắt và vụ án Nguyễn Thị Thanh sẽ được điều tra lại Lan truyền với tốc độ chóng mặt Trong giới cán bộ nhất là công an từ xã huyện thành phố trở đến tỉnh có người lo sốt vó có người hí hửng chờ coi kịch vì vụ này mà bể ra sẽ có lắm người đi bóc lịch dân thường thì kích động mong chờ anh huy uông hầu nói không ra lời mặt nhăn nhó trình quốc huy phì phà điếu thuốc mắt đâm chiêu suy nghĩ huỳnh thanh cảnh thì ngồi im lặng anh nói hai nữ sĩ quan kia có nói là theo lệnh của trung tướng nguyễn trần uển nét mặt ngưng trọng Trình Quốc Huy gằn giọng nói Lão thật nghĩ không ra Sao lại tới tay của vị nữ tướng này Và càng mù tịt Khi cục A03 can thiệp vào vụ án cách đây 2 năm Có liên can gì chứ Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Chứ những người trong vòng tròn hậu cung của hắn Không ai có thể hiểu nổi Mối quan hệ vi diệu Phức tạp giữa Bích Trâm Hắn và Nancy Cùng các thân tín chung quanh nàng Cho nên Trình Quốc Huy không hiểu là phải 100% anh Huy Tôi nhìn ra bốn khẩu Smith Wesson là ấn bản đặc biệt Cấp sĩ si quan thường không có đâu Cho dù là cũng chỉ là để dành trong tủ ngắm Chứ không dám lộ liễu sử dụng Uông Hầu gật đầu khẳng định Tuy lão là đại tá Còn người kia là thiếu tá Nhưng trong lĩnh vực này Không thể đem cấp bậc ra nói chuyện Đây là những người rất đặc biệt Trên mình có chữ Người một nhà Anh Hầu nói thật nha bây giờ tốt nhất là anh nên giữ mình coi chừng lửa cháy tới chân biết uông hầu muốn tìm cách cứu thằng cháu nhưng đối diện với tảng đá khổng lồ huỳnh thanh cảnh hàm xúc nhắc nhở ý của anh là uông hầu nhíu mày thầm mắng mày tới vừa rồi không phải vì đứa cháu gái quái nữ mà chạy đôn chạy đáo hay sao chắc chắn là họ đã nắm được cái gì trong tay nên người ta đem uông phú đi anh nghĩ thằng cháu anh có chống nổi sự thẩm vấn của họ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho nên anh phải có sự chuẩn bị người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo anh hiểu tôi nói gì chứ thưa hiểu dưới sức ảnh hưởng của uông hầu rất nhiều người đã nhúng chàm trong vụ án nguyễn thị thanh bây giờ nếu bị khuy ra hậu quả rất khó mà lường cho nên huỳnh thanh cảnh ngầm ám chỉ uông hầu sẵn còn chút thời gian tốt nhất là tìm cách bịt tất cả các đầu mối đồng thời trao đổi ánh mắt với Trình Quốc Huy. Huỳnh Thanh Cảnh hy vọng Lão Đại biết cân nhắc nặng nhẹ. Anh Hầu, anh hiểu Thanh Cảnh muốn nói gì rồi chứ? Bây giờ anh nên giữ mình trước. Ừ, còn nhớ kế hoạch của mình không? Cầm ly trà hớp một ngụm, Trình Quốc Huy điềm đạm hỏi. Cảnh Hầu nhìn nhau, không ai trả lời. Hai người quên rồi sao? Chỉ cần công ty gì đó bắt đầu khởi công thì cho người khuấy động vụ ô nhiễm môi trường và làm cho lớn lên. Càng lớn càng tốt. Bây giờ anh không giữ mình thì lúc đó ai đứng ra chỉ huy mọi chuyện. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ừ, khỏi sướng công ty là Trần Đức mà hắn là bạn trai của bí thư tỉnh ủy. Như vậy thì cô ta khó có thể phủi bỏ trách nhiệm. Nói tới đây, Trình Quốc Huy mỉm cười. Nói như vậy mà còn không hiểu thì từ trước về quê chăn vịt đuổi gà cho vợ cho rồi. Hay, anh Huy, tôi thật phục anh uông hầu vỗ tay cái tiếng đét nghe vang dội bích châm bí thư từ chức là cái chắc rồi cho dù không từ chức mặt chai mày đá ở lại uy tín mất hết chừng đó làm sao làm việc vậy thì bây giờ cứ để cho thằng phú chịu khổ một thời gian đi coi như là rèn luyện ấy đừng vội mừng có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên tranh thủ thời gian chuyện gì cần làm thì làm đi chính quốc huy khiêm nhường phất tay tôi thì thấy mưu sự hay thành sự đều phải nhờ anh huy thì đúng hơn vậy tôi đi trước cười híp mắt uông hầu nói câu nịnh nọt xong đứng dậy đi về nhắc tới chuyện này mới nhớ ngày mai bên lãnh cao có phái đoàn của đức lập qua đây tham quan mảnh đất dùng để xây nhà máy tôi cùng chủ tịch trang tiếp đái họ tin rằng không lâu sẽ bắt đầu khởi công thanh cảnh gật gù vậy sao thật là đúng lúc nhớ thúc giục bên dưới dễ dàng mọi thủ tục để chuyện tiến hành càng nhanh càng tốt. Ừ, mời đài truyền hình về, nhà báo, để họ biết đây là mối đầu tư khủng do bạn trai của bí thư mang đến cho Giang Giang mình. Phải làm cho long trọng, hiểu chưa? Trình Quốc Huy cười âm hiểm. Hiểu mà, hiểu mà, tôi làm việc anh đừng lo. Còn nữa, anh nghe chưa? Hôm nay bà xã và con trai của Trần Thế Minh đi Cần Thơ đón cháu của Thứ trưởng Trần Cao Kỳ. Không biết khi nào tới đây Ừ Mình có cần long trọng tiếp xước không anh Huy Dĩ nhiên rồi Là cháu của lãnh đạo Còn là thương gia đầu tư Không thể thất lễ được Nhưng không cần gấp đâu Tôi sẽ gọi lãnh đạo cho biết người nhà của ông ta Bình an tới rồi Ừ Anh cứ gọi điện hẹn ngày ăn cơm rồi nói với tôi Vậy đi ha Chính Quốc Huy nói xong cầm ly trà hớp Vậy được tôi về nhé Huỳnh Thanh Cảnh đứng lên Vừa đúng lúc Bùi Thanh Thúy mở cửa bước vào Thấy Thanh Cảnh mỉm cười niềm nở Quý cha anh Cảnh Không ngờ ăn cơm sao về sớm thế Cảm ơn chị dâu Để bữa khác Nhà đầu tư sắp tới rồi Nên có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị cho chu Toàn Vậy à ấy Nhà mình với Thanh Cảnh quen quá rồi Ăn cơm bữa nào lại không được Thanh Cảnh về lo chuyện đi Trịnh Quốc Huy phất tay Tôi về nhà chị dâu Chuyện tôi kêu bàn làm bà làm tới đâu rồi? Thanh Cảnh vừa ra khỏi, chính Cúc Hy hỏi vợ. Ý ông muốn nói chuyện lăng xê, hình tượng của thằng Cường trên mạng hả? Phản ứng dữ lắm, nhiều bình luận chửi nó tắt bếp luôn ha. Thì cũng tại cái vụ nó với con vợ sắp cưới của thằng Ngọc Sơn đó. Mẹ bà chứ, không biết sao có người rảnh háng thế. Chuyện đã lâu rồi mà cứ moi ra. Số là gần đây, Bùi Thanh Thúy nhờ đám chị em thân tín mướn người thổi phòng hình tượng của trình quốc cường trên mạng lẽ ra thì không có gì nhưng đang ngon trớn thì có người thọc gậy bánh xe khui chuyện xấu của trình quốc cường khiến ga bị mắng xối xả trên mạng giờ ngay trình quốc huy hỏi cơn tức giận bùng lên bộ dáng như con gà trọi bùi thanh thúy hung hăng vang tục giờ phút này hình tượng phu nhân chủ tịch tỉnh biến đâu mất rồi vậy à trình quốc huy nhíu mày cứ tiếp tục như vậy Thằng Cường khó mà lọt vô mắt của Jessica. Hay là ông nói với lão hậu, cho người phạt tiền, bắt nhốt hay gì cũng được. Chụp cho mấy thằng này cái tội vu khống cán bộ nhà nước, để tụi nó im miệng. Thanh Thúy hẳn học gợi ý. Ấy, bây giờ không phải như lúc trước, biết châm khác với Hoàng Trọng. Nhẫn nhịn một chút đi, còn có cách mà. Này, ngoài miền Trung, năm nào cũng mưa bão dần dần, nên tỉnh nào cũng nghèo. Hà Tĩnh cũng không ngoại lệ. Hi hi. Bây giờ, bà hoạt động từ thiện, tổ chức quyên góp, nói là thằng Cường mình muốn làm chút việc cho đồng bào miền Trung. Nói tới đây, chính Quốc Huy cười đều. Lấy danh nghĩa hoạt động từ thiện để đánh bóng thằng Cường. Hay đó, nhưng bây giờ cái chuyện từ thiện nhạy cảm lắm. Cái vụ Linh 14 tỏi, Thủy Tề, ông có nghe rồi mà, không dễ đâu. Hơn nữa thì thằng Cường. Biết thành danh con trai mình không tốt, mới chút xíu trên mạng thì bị chửi sấp mặt rồi bây giờ làm từ thiện nói thì dễ ý niệm là từ thằng cường bà là người khởi xướng nhưng khiêm nhường đóng vai phụ để cho người khác đóng vai chính biết là ai không tôi thấy con gái của trương định thích hợp nhất là con nhỏ phóng viên hay biên tập viên gì đó của đài truyền hình giang giang mình chứ gì tên gì mà tôi quên rồi à phải là trương mỹ thể con nhỏ này cùng con gái của Hoàng Trọng rất thân nhau. Còn nữa, nữ quái con của Lão Cảnh bây giờ cũng rất gắn bó với họ. Là con gái với nhau mà đâu có gì lạ chứ. Còn có Jessica nữa, bốn người họ, coi như có giao tình với nhau mà. Ừ, để mấy cô trẻ này hô hào, bà đứng ở ngoài đánh trống thổi kèn là được rồi. Tại sao phải là Trương Mỹ Thể? Chưa chắc Trương Định chịu để con gái mình làm chuyện này đâu thế lão sắp xếp mọi chuyện với giọng tin tưởng bùi thanh thủy nghi hoặc dùng đầu suy nghĩ một chút đi chuyện từ thiện là chuyện tốt nay có dịp để con gái mình được thể hiện với bí thư bà nghĩ lão chịu bỏ qua cơ hội này cho nên sẽ ủng hộ hết mình hi hi. không cần ai lên tiếng lão sẽ huy động toàn bộ ban tuyên giáo đánh chống thổi kèn dùm beng lên còn tại sao là trương mỹ thể chắc bà cũng biết rồi con nhỏ này là biên tập viên rất được ưa chuộng, làm đầu tàu rất thích hợp. Hi hi, dĩ nhiên là nó sẽ kéo theo Hoàng Vân Anh và Jessica. Này, nãy giờ ông nói cả buổi trời, tôi không thấy thằng Cường nhà mình có lợi ích gì trong đó. Bùi Thanh Thúy trẻ môi, không nhìn ra à, bà nghĩ thử xem, gom được tiền rồi, thì đến giai đoạn mua quà cáp, vận chuyển. Vậy ai sẽ ra ngoài Hà Tĩnh? Quan trọng là ở đó ai là người phối hợp Dĩ nhiên là thằng Cường rồi Có phải không? Hi hi Nhìn ra chứa ao à, tôi hiểu rồi Jessica là người năng động Sẽ tháp tùng ra ngoài hạt tính Tiếp xúc gần đó Sẽ có cái nhìn tốt về thằng Cường nhà mình Già jessica Ông giỏi thế Bùi Thanh Thúy đưa ngón tay cái like cho chồng Bà cũng không ngu ha Đừng bận tâm chuyện trên mạng nữa Tập trung lo chuyện này đi Rồi đâu sẽ có đó Còn nữa nha Nói với thằng Cường Ở ngoài đó chịu khó siêng năng một chút, thăm chỗ này, viếng chỗ nọ, phải biết tỏ ra quan tâm đồng bào, sẽ có lợi sau này, hiểu chưa? Ừ, ý, nhưng thằng cháu của lãnh đạo ông thì sao? Vậy phải xem thằng con của Trần Thế Minh tiếp đái và dẫn nó đi chỗ nào, nó có thích ăn chơi đằng điếm hay không? Chuyện này bà đừng bận tâm, yên trí đi, tôi đã chủ tính hết rồi, nó không có cơ hội với Jessica đâu. Trình Quốc Huy phất tay. Bí thư, mời dùng trà. Thanh Hà để ly trà lên bàn. Trong phòng, mùi trà sen, ngàn búp đồng văn, thơm rượu bay nhẹ nhẹ, khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng thư giãn. Ừ, để xuống đi. Hôm nay có lịch gì? Bích Trâm cầm ly trà lên hấp một ngụm. Dạ, bí thư. Tuy đã gửi lịch trình rồi, nhưng thường lãnh đạo không có thời gian để đọc. Bổn phận của nàng là trình bày khi lãnh đạo hỏi. Đó là một trong những công việc thường ngày của nàng. Nghe thì dễ, nhưng không dễ chút nào, vì rất nhiều áp lực. Bù lại thì rất là oai phong. Là thư ký của bí thư tỉnh ủy mà. Vài năm sau, khi được xuống tuyến dưới rèn luyện, tệ nhất cũng sẽ là phó chủ tịch huyện. Tiết kiệm được ít nhất 10-15 năm phấn đấu, vì vậy đây là vị trí vạn người thèm muốn. Thanh Hà có cái may mắn là có chút quan hệ họ hàng với tránh văn phòng Hương Giang. Thêm vào đó, đã tốn không ít tiền biếu xén nên mới được vị trí này. Nhưng hiện nay, nàng cảm thấy bí thư bích châm hình như không thích tránh văn phòng hương giang. Việc này khiến cho Thanh Hà lo lắng. Có thể hay không, một khi tránh văn phòng hương giang không xong thì ảnh hưởng tới mình. Vì nghĩ vậy, cho nên nàng càng sốt sáng trong công việc, quyết không thể phạm chút sai lầm. Đã chuẩn bị sẵn, Thanh Hà mở chiếc laptop của mình chậm rãi đọc lịch trình ngày hôm nay, bí thư sẽ tiếp kiến những ai hoặc đi đến những nơi nào thị sát. Ngày mai, ngày mốt và ngày bữa, chị hủy tất cả những cuộc họp cho tôi. Ừ, những cuộc họp quan trọng thì rời lại tuần tới. Bích Trâm nãy giờ tâm bất bại, trong lòng đang phấn khích, đang thả hồn theo mơ mộng. Ngày mai thì Trần Đức về rồi, còn có mẹ và bác hắn nữa, nàng phải đi đón mới được. Vì vậy, nàng có nghe thanh hà nói gì đâu trong đầu âm thầm tính toán ngày mai mặc y phục gì lần đầu tiên gặp mẹ chồng nhất định phải gây ấn tượng tốt dạ bí thư thanh hà cung kính gật đầu à nè chị là người địa phương vậy chị biết ở long xuyên có nơi nào có thợ làm tóc và móng tay giỏi không em em có hai người bạn hùn nhau mở tiệm thẩm mỹ nhỏ họ rất khéo tay Thanh Hà ngần ngừ một chút rồi nói Tiệm lớn hay nhỏ có sao chứ Cần nhất là khéo tay Như vậy chiều nay Chị lấy hẹn để tôi làm mặt và nai Chưa mai làm tóc Tôi phải có mặt ở Cần Thơ khoảng 5 giờ Ừ Chị có bằng lái xe không Nhưng mà thôi đi Bích Trâm do dự Nàng không muốn tự mình lái xe Tuy có tài xế riêng Nhưng những trường hợp như vậy Nàng không muốn dùng thanh phượng và phương trang Thì càng không thể vì nay đã khác xưa phó giám đốc sở hay chủ tịch thành phố làm tài xế cho bí thư tỉnh ủy đi hẹn hò với bạn trai nghe thật không ổn hơn nữa thì cả hai rất bận rộn bích trâm nghĩ đi nghĩ lại thì thanh hà là rất hợp lý vì là thư ký của mình nhưng vừa có ý xong chợt nhớ mình qua cần thơ ba ngày thanh hà có gia đình thật không tiện lắm thanh hà mừng rỡ là người thông minh nàng nhận ra lãnh đạo có ý muốn nàng làm lái xe cùng đi Cần Thơ. Điều này chứng tỏ nỗ lực những ngày gần đây đã có chút thành tựu. Lãnh đạo đã bắt đầu có cái nhìn tốt và tin tưởng mình. Đây là chuyện quá tốt, vì vậy nàng liền nắm lấy cơ hội. Nếu bí thư thấy được, em có thể vừa làm lái xe, vừa là người để bí thư sai vặt. Vậy à, nhưng tới sáng thứ hai mới về, Thanh Hà có gia đình rồi, cả cái cuối tuần vắng nhà thật không tiện lắm đâu. Thấy thư ký mình sốt sắng, Bích Trâm hài lòng nhưng do dự. Không sao đâu chị, là thư ký của bí thư, em coi như đây là nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, em xin được tình nguyện. Xin bí thư đừng nói vậy. Nghe lãnh đạo gọi thẳng tên mình, thay vì từ chị, Thanh Hà mừng rỡ, vội vàng thiết tha thể hiện lòng quyết tâm. Vậy được, nói với người nhà chị đi Cần Thơ ba ngày nhé. Vỗ vai Thanh Hà, Bích Trâm mỉm cười. Cọc cọc cọc, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chắc là chủ tịch Trang và phó giám đốc Thanh Phượng đây rồi. Bích Trâm nhìn đồng hồ đoán. Thanh Hà vội vàng ra mở cửa. Thanh Phượng bước vào. Theo sau là Phương Trang. Tới nơi rồi, Thanh Hà hỏi hai vị lãnh đạo uống gì. Chai nước suối, làm ơn. Không đợi hỏi, Thanh Phượng mỉm cười nói. Tôi cũng vậy. Phương Trang hãy hay mắt với Thanh Hà. Cùng với Thanh Phượng, một phó giám đốc sở một chủ tịch của thành phố long xuyên cả hai còn là tỉnh ủy viên nhưng không một chút quan liêu cao cao tại thượng trái lại rất bình dân giản dị điều này khiến cho thanh hà cảm thấy mình may mắn hơn nhiều đồng nghiệp nữ khác thường bị bốc hốt bởi lãnh đạo dâm dê các vị lãnh đạo xin mời thường thì khi bí thư gặp gỡ lãnh đạo các sở cấp tỉnh thành phố quận huyện hay các phòng ban thì nàng ngồi phía sau ghi chép nhưng khi bí thư gặp phó giám đốc thanh phượng chủ tịch phương trang cùng một lúc thì chưa có lần nào bởi vậy mà sau khi đặt hai chai nước thêm đĩa bánh quy lên bàn thanh hà mỉm cười chào quay người bước ra ngoài ngồi xuống đi thanh hà bích trâm mỉm cười gọi nháy mắt với thanh phượng phương trang cả ba cùng mỉm cười quỷ dị giả dạ, bí thư tưởng là có phiên họp đặc biệt giữa ba lãnh đạo thanh hà ngồi phía sau bích trâm mở máy laptop Chuẩn bị ghi lại nội dung. Chưa được 3 giây đồng hồ. Lời của lãnh đạo và phó giám đốc sở phượng làm nàng kinh hãi. Không biết nên ghi hay không ghi những gì vừa nghe. Chuyện hôm qua làm rất khá. Tên Uông Phú giờ ở đâu rồi? Bích Trâm có phần tiếc nuối vì hôm qua không có mặt tại hiện trường để xem cái mặt sợ hãi của Uông Phú. Tuy là rất muốn nhưng suy cho cùng nếu nàng có mặt rất có thể bị cho là trả thù riêng vì gã đã đắc tội với nàng, như vậy thì không đáng. Nhưng nếu gã bị bắt vì vụ án của Nguyễn Thị Thanh thì là chuyện khác. Trong sở, hầu hết là người của Uông Hầu, nên em nhờ Phương Anh và Ngọc Như mang Uông Phú về lãnh cao, tạm thời nhốt ở đó. Chuyện này về nguyên tắc thì mình và bên lãnh cao không cần phải lo vì là lệnh của Nam Si. Hi hi, chiêu này hay thật, sắc mặt của Uông Hầu lúc đó chắc là khó chịu lắm. Phương Trang đưa ngón tay cái. Dĩ nhiên rồi, lúc đó rất căng. Lão hùng hổ, chĩa súng vào tớ. Phương Anh, Thục Linh, liền chĩa khẩu kia ngay lão. Nói là thừa lệnh của Trung tướng Nguyễn Trần Uyển. Lão liền quay xe 180 độ, bộ dáng như con gà nuốt dây thun. Thanh Phượng mỉm cười, tóm tắt kể lại. Vậy đã tìm được ai đưa thông tin về vụ án Nguyễn Thị Thanh chưa? Động lực là gì? Thù hận hay lợi ích? Và muốn thông qua chuyện ung phú để quật ngã Uông Hầu. Chắc chắn phải là người trong sở mới có cơ hội qua khai cửa và đẩy tập hồ sơ vào văn phòng của em. Bích trầm trầm ngâm. Nếu là người trong sở thì động cơ vì lợi ích rất thấp. Thử nghĩ xem, vì cái ghế giám đốc sở, cho dù vụ sau này Uông Hầu xuống ngựa, cái ghế của lão không ít người tranh giành, chắc gì tới tay. Cho nên chắc chắn là vì thu hận rồi. Chỉ cần tìm ra trong sở Ai có thù hận sâu nặng với Uông Hầu? Phương Trang phân tích. Tớ cũng có suy nghĩ này, nhưng không thể nỗ lực tìm ra mà chỉ âm thầm dò xét thôi. Nếu lộ liễu, thì sợ sẽ bức dây động rừng, thì người này sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là chờ. Sau chuyện Uông Phú bị bắt, hy vọng người này biết quyết tâm của mình nên sẽ tìm tới. Vấn đề chỉ là thời gian. Thanh Phượng gật đầu đồng tình với cái nhìn của Phương Trang mình tới đây chưa lâu liền nắm lấy vụ án này trong tay bắt lấy uông phú uông hầu không ngu nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra ai đã đưa thông tin cho mình vậy thì phải mau chóng tìm ra nói tới đây bích trâm nhìn thanh hà ừ thanh hà chỉ là người địa phương sinh trưởng và lớn lên ở đây phải không dạ bí thư em sinh ra ở đây thanh hà gật đầu nàng hiểu mang máng vì sao lãnh đạo bảo mình ở lại khi cùng với Phó Giám đốc Phương và Chủ tịch Trang họp. Ừ, cách đây 2 năm, có vụ án của cô Nguyễn Thị Thanh, chắc chị cũng có nghe qua ít nhiều. Dạ bí thư, thời điểm đó hầu hết mọi người đều biết thông tin trên mạng, nhưng thông tin không đồng nhất, có người nói, Thanh Hà ngập ngừng. Chị cứ nói ra, không cần phải e rè, bích châm phất tay. Lúc đầu thì trên mạng nói cô Thanh bị trung úy phú xâm phạm nên xấu hổ uất ức tự vẫn có người nói trung úy phú tiền dâm hậu sát nhưng không được một ngày những người đăng tin này bị phạt tiền rất nặng cho đến khi có tin cuối cùng là giữa trung úy phú và cô thanh có giao dịch trai gái sau đó thì cô thanh dùng mai thúy quá liều nên đột tử rồi thì không còn nghe gì nữa em chỉ biết có vậy thôi có điều kỳ lạ là trong hồ sơ không hề nhắc tới người nhà của cô Thanh. Chẳng lẽ cô ta không có cha mẹ, anh chị hay là bà con thân thuộc? Thanh Phượng nhíu mày. Có thắc mắc thì tự đi tìm câu trả lời. Bích Trâm phất tay. Uông Phú đang bị tạm giam ở bên Đồng Tháp. Muốn lấy khẩu cung không phải là chuyện khó. Nhằm cũng đang có ý này. Phương Trang rảnh đi chung ha. Mốt là cuối tuần rồi. Sẵn coi trung tâm thương mại Đồng Tháp xây xong chưa? mà Lan Anh và Hải Yến mất tiêu. Thanh Phượng rủ dê. Muốn lắm nhưng không hứa trước được. Ngày mai phái đoàn Đức Lập bên Đồng Tháp qua đây để coi mảnh đất dùng để xây công ty. Người ta tới, tớ cũng phải tháp tùng tiếp dước. Không chừng có thể kéo dài tới ngày mốt. Là ai dẫn đoàn vậy? Trong đoàn gồm những ai có biết không? Bích Trâm Hiếu Kỳ là Giang Hồng Ngọc dẫn đầu. Người này trước kia là thân tín của Nguyễn Văn Đồng cũng là tổng giám đốc của bốn công ty Hồng Ngọc thắng lợi đống đa Trường Sơn, còn có Thu Lan, Natalia Trang Đài, Michel Vũ, Peter Huỳnh, Phương Trang đọc vành vách tên, chứng tỏ đã nghiên cứu rất kỹ. Thu Lan, tên nghe quen, đúng rồi, nghe Hải Yến và Lan Anh nói, người này là anten của Nguyễn Văn Đồng, bên cạnh Giang Hồng Ngọc mà. Sao bây giờ họ lại đi chung với nhau? Hì hì, chẳng lẽ bị thu phục rồi? Tên kia tài thật. Ao, ý của em nói là Đức Bí Tịch. À không, Đức Cố Vấn thật giỏi. Vui miệng, biết mình lỡ lời trước mặt lãnh đạo. Thanh Phượng liền bẻ lái. Chuyện này thì hắn đứng số 2, thì không ai số 1 cả. Mặt của Bích Trâm xa sầm trong đầu thì nghĩ không biết tại sao mà Nancy dễ dãi như vậy. Cứ để hắn chạy rong thôi. Lẽ ra phải quản thúc hắn chứ. Nhưng nghĩ lại Nancy hay thật. Được gọi là chị cả nhưng đối với mình thì đừng hòng nhé tệ lắm là đồng vai vế ngang hàng thôi ý không được nancy người đông thế mạnh mình rõ ràng bị lép vế nghĩ tới đây hoàng bích trâm liếc thanh phượng phương trang và còn hải yến và lan anh nữa nàng nghĩ thầm hay là nãy giờ im lặng nghe các lãnh đạo bàn chuyện thanh hà bán tín bán nghi có chút sửng sốt hình như bạn trai của lãnh đạo phong lưu bay bướm khách sạn Seraton Cần Thơ. Hùng, mẹ sắp xếp chương trình tối nay như thế này. Con nghe thử coi có được không? Trước hết, hỏi họ có muốn đi chỗ nào đặc biệt không? Nếu không, thì mình chở họ đảo vài vòng trong thành phố. Chế một chút tới lúa nếp ăn tối. Sau đó lên Ski Bar, uống rượu cho họ ngắm cảnh Cần Thơ bài nai. Sao hả? Thấy được không? Hả? Lúa nếp á? ấy thôi đi. Escater, hai chỗ nào có vẻ phương Tây một chút Sky Buy thì ok. Hùng lắc đầu, gã cũng có sẵn chương trình trong đầu rồi. Chi phí tiếp đãi khách được sở kế hoạch đầu tư chi trả, vậy thì ngu gì không lợi dụng thời cơ đi chơi cho đã. Tuy chưa gặp cháu của thứ trưởng, nhưng có thằng đàn ông được dựa nào thấy gái mà không ham, phải dẫn cho nó biết những chỗ xịn để nó mở rộng tầm mắt mới được. Ấy, khẩu vị của Việt Kiều là những món mà bên kia không có. Họ về đây không muốn ăn đồ Tây đâu. Cũng đúng hà, vậy được. Nhưng sau khi ăn tối xong, con dẫn Steven đi chơi riêng. Thông cảm nha, hì hì. Hùng nháy mắt. Hiểu mà, mẹ rủ mấy bà bạn cùng bà Tuyến đi chơi cho vui. Lệ mỉm cười. Đàn ông có chỗ đi của đàn ông. Trong đầu lệ cũng đang suy tính. Hồi sáng này đi rước ở sân bay đưa về khách sạn này. Tuy chưa nói chuyện được nhiều, nhưng lệ nhìn ra Tuyến 10 phần hết 8. Có lẽ là người đồng đạo với mình Nếu không thì không sao hết Lệ cũng sẽ tìm cách đi chơi riêng Nhìn sao được chứ Kìa xuống tới rồi Đang ngồi Thấy tuyến Steven bước tới Không đứng dậy kéo ghế Lệ cũng đứng lên niềm nở cười Tiếp đón Dì tuyến Steven mời ngồi Ừ cảm ơn Hai người chờ lâu không Xin lỗi nha Hồi sáng này vừa lên phòng Tắm rửa nằm trong giường Thì ngủ như chết cho tới bây giờ Vừa ngồi xuống tuyến phân bùa. Hai người ngủ ngon chứ? Chưa quen giờ giấc bên này nhưng ok. Tối nay có chương trình gì không? Khi nào đi Long Xuyên? Còn chút mệt mỏi, nhưng Steven không kiểm được sự phấn khích. Kêu hai ly cà phê cho tỉnh táo trước đi ha. Mẹ tôi đã sắp xếp chương trình tối nay rồi, nhưng không biết hai người có vừa ý không? Vừa nói, Hùng vừa đưa tay ra gọi phục vụ mang cà phê tới. Hì hì, tôi sắp xếp như vậy không biết chị và Steven thấy sao? Bây giờ uống cà phê xong thì đảo một vòng cho biết thành phố. Sau đó, lệ nói tiết mục cho tối nay. Được đó, chị thật là chú đáo. Cảm ơn nhiều. Dì đừng khách sáo. Dì và Steven thích là được rồi. Còn nữa, khuya khuya một chút. Tôi có hẹn với đám bạn để giới thiệu cho Steven làm quen. Còn dì Tuyến thì để má tiếp đãi. Đúng đó chị Tuyến. Chị thấy sao? Giới trẻ có không gian của giới trẻ, Tôi cũng muốn giới thiệu chị với vài người bạn. Hi hi, thật là hợp ý tôi lắm đó. Vậy bây giờ mình đi ha. Ghi hóa đơn vào phòng của tôi. Hùng gọi phục vụ tính tiền. Bốn người cùng nhau ra về. Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nên Cần Thơ, đối với Stephen Vườn Vũ, cũng giống như bao thành phố khác. Không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Kim Tuyến, đã 30 năm rồi. Đây là lần đầu tiên Tuyến trở lại Cần Thơ. Cho nên ngồi trong xe, cứ chỗ mắt, mà nhìn ra bên đường, tâm trạng bồi hồi cảm xúc giữa nơi quen thuộc mà cảm giác hoàn toàn xa lạ, thay đổi nhiều quá. đây là đại lộ hòa bình phải không? hì hì, ra đúng đó. gì có vẻ quen thuộc với cần thơ hả? đang lái xe, liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, trần trí hùng mỉm cười. nghe mẹ tôi nói lúc còn trẻ học đại học cần thơ, phải không mẹ? stephen vũ quay đầu nhìn ra sau nói, Vậy hả chi. Chị ra trường năm nào vậy? Em cũng học đại học Cần Thơ. Em ra trường năm 89. Ngọc Lệ cười thần thiết. Tôi là người Tắc Vân, Cà Mau, lên Cần Thơ học. Nói ra thật xấu hổ. Lúc đó, Việt Nam mới mở cửa, chưa ra trường thì có Việt Kiều về cưới. Là ba của Steven đó. Sau đó được ông ấy bảo lãnh. Sáu tháng sau thì mình qua Canada. Lúc đó là năm 88. Mình vừa được 18 tuổi. Ba mươi mấy năm rồi ánh mắt kim tuyến nhìn xa xăm. Hì hì, cháu nghe nói lúc đó ai mà được Việt Kiều về cưới thì phải là một mỹ nhân, Hùng nịnh. Ý của cậu Hùng nói là tôi bây giờ già và khó coi lắm sao. Kim tuyến bắt mẻ, ha ha hì hì. Biết kim tuyến nói đùa, bốn người bật cười vui vẻ. Vậy Hùng à, hay là con chạy vài vòng, đưa dì tuyến và cậu Steven tham quan thành phố cho biết. Sau đó tới nhà hàng lúa nếp ăn cơm, hì hì. Lần đầu gặp mặt, không biết sở thích của chị Tuyến và cậu Seven thế nào Nên tôi chọn nhà hàng này quê quê một chút Chị Tuyến chắc là thích rồi Nhưng không biết là cậu thế nào Có thích ẩm thực Việt Nam hay không Cười thân thiết Ngọc Lệ khách sáo giới thiệu các món ăn Khẩu vị phần lớn của Việt Kiều Khi về Việt Nam Là thích ăn những món ăn quê hương Cành chua rau nhút Cá bống kho Tôm kho tàu Đều là những món ngon của miền Tây Nam Bộ Nhưng Stephen Vũ Sinh trưởng bên Canada Canh chua rau nhút Cá bống kho tiêu Chắc là chưa được ăn bao giờ Không có vấn đề gì đâu dì lệ Chưa từng ăn thì cũng phải thử cho biết chứ Ừ, khi nào mình xuống Long Xuyên vậy Steven vũ phất tay Mục đích của gã về Việt Nam Không phải là để hưởng thụ Mà gã đang nóng lòng bắt tay vào việc Hay là con Cùng cậu Hùng và dì lệ Đi Long Xuyên trước đi Mẹ muốn ở Cần Thơ vài ngày Luôn tiện xuống Cà Mau Vài hôm nữa bác con từ hà nội vào mẹ sẽ gặp ông ở long xuyên biết con trai nóng lòng nhưng mà kim tuyến thì muốn về thăm chốn cũ hơn nữa ngoài hỗ trợ tiền bạc việc của steven bà không giúp được gì ok steven vũ gật đầu như vậy không được đâu như vậy đi cứ ở cần thơ chơi một hai ngày rồi tính sau chỉ lần đầu tiên từ nước ngoài về lạ nước lạ cái an toàn là trên hết tôi có đề nghị này vấn đề đường xá thì thằng hùng nó dành hơn tôi, hay là nó ở lại thuê xe đưa chị đi nơi nào, chị muốn, còn tôi thì cùng Steven xuống lòng xuyên. Như vậy ông xã tôi mới ăn lòng. Ngọc lệ đề nghị. Sao hả mẹ, đề nghị này được đó. Steven Vũ tán thành. Vậy cũng tốt, nhưng sợ làm phiền cậu hùng thôi. Tuyến mỉm cười. Có gì mà phiền chứ, gì đừng nói vậy, ba cháu giao cho nhiệm vụ đón tiếp gì và Steven. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà hùng siêm nịnh thấy bà kim tuyến tuy đã hàng năm nhưng nhìn rất còn ngon trong đầu gã bỗng có ý định lái máy bay theo gã được biết mấy bà việt kiều hồi xuân này về việt nam thường hay kiếm phi công trẻ gã tin rằng kim tuyến cũng không ngoại lệ vậy thì cảm ơn trước nha hai người tiếp đãi chúng tôi thật chú đáo đừng khách sáo mà hùng bây giờ tới trường đại học đảo một vòng cho dì lệ tham quan đi con xong rồi đi nhà lúa nếp ngay bây giờ, có tiếng chuông di động reo. Nhìn màn hình, Kim Tuyến mỉm cười bắt máy. Xin lỗi, là bác của Steven, Thứ trưởng Trần Cao Kỳ. Alo, đã tới Cần Thơ rồi hả? Người nhà của Phó Chủ tịch Trần Thế Minh đón tiếp rất nồng ngậu và chú đáo. Ừ, khi nào anh tới Long Xuyên hả? Thiệt sao? Vậy thì tốt quá. Được, được. Để em nói với Steven. Dòng bà Kim Tuyến nhỏ lại. Steven Vũ, bác hai là thứ trưởng Trần Cao Kỳ. Quá, Bác họ Trần, cháu họ Vũ, sau kỳ vậy ca? Người nói vô tình nhưng người nghe thì rất nhập tâm. Ngọc Lệ có chút sửng sốt nhưng chỉ một giây thôi. Thầm nghĩ tò mò làm gì? Miễn sao là tiếp đãi cho tốt là được. Sư Tài Vân, con khoan xuống lòng xuyên. Bác hai nói thứ năm tuần sau sẽ cùng với bộ trưởng nào đó Lý Hoàng Ân xuống Cần Thơ. Con có. Nói tới đây, mắt nhìn lệ, giọng kim tuyến đầy hãnh diện tung bầm tấn. Còn có nguyên chủ tịch N Lý Hoàng Trương nữa. Bác hai con nói sẽ tranh thủ cho con gặp mặt, chào hỏi với ông bộ trưởng. Bác con nói là con gái của ông bộ trưởng vừa sinh con. ấy ra, phải chuẩn bị trước món quà hậu cho cháu của ngài bộ trưởng mới được. Chị Lệ, chị coi như là thổ địa ở đây. Tôi không dành mấy vụ này lắm đâu. Hay là chị giúp tôi chọn quà, giá cả không thành vấn đề. Được được, chuyện này mình ngồi xuống vừa ăn cơm vừa bàn ký lưỡng hà không thể sơ sài đâu Món quà phải có ý nghĩa mới được Ngọc Lệ mừng húm Chuyện gặp mặt bộ trưởng Và nguyên chủ tịch nước Cho dù chỉ để chào hỏi Thì không có tư cách Nhưng chỉ cần biết được Và có cơ hội mua món quà gửi tới chúc mừng Là được rồi Hơn nữa sau chuyện này Thứ trưởng Trần Cao Kỳ Sẽ có cái nhìn rất tốt đối với nhà mình Chuyến đi này coi như không uổng công Ở Cần Thơ Nhà hàng lúa nếp Là một trong những điểm đến thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là Việt Kiều từ nước ngoài về thăm quê hương. Ở đây không có sự xa hoa đồ sộ mà chỉ có trang trí mộc mạc và nhất là những món ăn đặc thù của miền Tây Nam Bộ. Thường nghe người ta nói Cali thủ phủ của người Việt, cái gì cũng có. Nghe thì là như vậy, nhưng không phải 100% là vậy đâu. Nếu giữa trời Kali gọi được món ốc biêu chấm nước mắm xả món cá kèo, tép bạc, cá rô vân vân và mây mây, thì cái hương vị của những món này không thể đánh đồng với ở quê nhà. Bởi vậy mà Việt Kiều về nước, có dịp đến Cần Thơ, ai cũng tới nhà hàng lúa nếp để được thưởng thức những món ăn đặc sản còn có thể ngắm nhìn sông nước, dòng hậu giang. Am hiểu tâm lý của Việt Kiều, Ngọc Lệ dẫn hai má con tuyến Steven đến đây cùng là có lý do này. Đảo một vòng qua trường đại học để kim tuyến có thể ôn lại kỷ niệm xưa. Khi bốn người đến nhà hàng lúa nếp, vừa hơn 7 giờ chiều tối, bên trong đèn đuốc sáng choang, khá là đông người. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cô nữ tiếp viên vừa thấy khách, miệng cười tươi như hoa hớn, chưa kịp mở lời chào, Ngọc Lệ đã nhanh miệng. Tôi là Ngọc Lệ, có đặt một bàn gần bờ sông lúc 7 giờ rưỡi cho bốn người, làm ơn. Dạ được, xin quý khách chờ chút. Ừ, xin mời theo tôi, Cô tiếp viên tra danh sách người đặt bàn, xoay người bước đi. Ngọc Lệ Kim Tuyến, Steven, Chí Hùng lần lượt núi gót. Quý khách, xin mời, phục vụ sẽ đến liền. Đến một bàn cạnh bờ sông, cô tiếp viên kéo ghế mời khách ngồi. Cảm ơn người đẹp, lúc nào cũng đông khách như vậy à? Bốn người lần lượt ngồi xuống, Chí Hùng nịnh đầm hỏi. À, mấy hôm nay đông hơn thường lệ, có nhiều người tới đây vừa ăn cơm vừa ngắm chiếc du thuyền. Cô tiếp viên mỉm cười. "Du thuyền nào?" Ngọc Lệ ngạc nhiên hỏi. "Kìa, quý khách chắc vừa tới từ nơi khác thì cũng nhờ chiếc du thuyền này mà mấy ngày nay lượng khách đổ về bến Ninh Kiều nhiều lắm. Các nhà hàng sát bờ sông đều đông khách." Cô tiếp viên đưa tay chỉ, bốn người đồng thời nhìn ra ngoài. Giữa dòng sông, cách vài trăm thước, một chiếc tàu bốn tầng sáng rực, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước tuyệt đẹp. "Wow, đẹp thế!" là của đại gia nào vậy? Ba người tuyến lệ trí hùng trầm trồ trừ Steven Vũ. Gã không có hứng thú nhìn chiếc du thuyền của người khác. Mắt gã đang hướng về bàn cách đó không xa. Có bốn mỹ nữ đang ngồi chuyện trò. Từ lúc bước vào gã đã để ý thấy rồi. Hì hì, Steven thấy thế nào? Bốn người đều đẹp. Hay là mình cùng lên nha? Chí Hùng thân thiết nói nhỏ gợi ý. Chờ chút, coi họ có bạn trai không? Steven dè dặt nhìn quanh. Vậy cũng phải thôi. Bây giờ kêu đồ ăn trước đi ha. Hi hi. Tôi thấy mình rất hợp gu. Mới gặp đã thân rồi. Nè, có hứng thú không? Tôi biết rất nhiều chỗ. Miệng cười ám muội Hùng nói úp mở. Là đàn ông với nhau. Gã biết Steven hiểu. Top up the line. Xua sure, xua sure, hi hi. Chất ập u đi đi. Cười thân thiết. Chí Hùng vỗ vai Steven. Hai người làm trò gì to nhỏ vậy? Thích ăn món gì thì gọi đi thấy hùng thân thiết với steven ngọc lệ mừng lắm đây là con đường sáng hy vọng có thể giao tiếp với thứ trưởng hì hì chị không thấy sao đằng kia có bốn người đẹp tuyến nhìn mắt mỉm cười a à, hì hì thì ra là như vậy hàng chi hàng chi cô nào cô nấy đẹp thiệt đó ý hì hì qua trường nhà chị ở nước ngoài mấy chục năm rồi nhưng chắc cũng còn nhớ câu cần thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về chứ hả? Hi hi. Biết đâu Steven về tới Việt Nam rồi thì không muốn trở về bên kia nữa. Ngọc Lệ đùa. Chơi cho vui thì được. Thấy chị cũng ok mà. Not so bad. Khá hợp gu nên tôi không ngại nói với chị nha. Lần này thằng Steven về đây ngoài mục đích là mở công ty. Bác hai nó còn muốn làm mai cho nó một người. Hi hi. Nghe chị nói như vậy tôi cảm thấy vui làm sao á. Thanh yêu nha. Ý, con gái nhà nào vậy? Được thứ trưởng chấm cho Steven thì cô đó thật là lucky, chắc là beautiful lắm hả? Nghe chị Tuyến sổ tiếng Anh, Ngọc Lệ cũng thêm vài chữ hiếu kỳ. Steven là Việt Kiều thứ thiệt, có tiền còn là kỹ sư và là cháu của thứ trưởng. Vậy thì người con gái kia thật là có phước ba đời mới có thể ngã được vào hào môn. Hi hi, chuyện này chưa đúng lúc để nói nhưng nếu được thì phải nói ngay Người may mắn là thằng Steven đúng hơn Nhà cô này à, giàu lắm à Này, cái du thuyền kia hả Nếu Steven cưới được cô này Hi hi Mua hai cái du thuyền như vậy Chỉ là chuyện nhỏ thôi Ý wow, ốc biêu kìa Cái này chấm nước mắm xả Mấy chục năm rồi mới thấy Nhìn phục vụ, mang thức ăn để trên bàn Nhìn đĩa ốc, tuyến nuốt nước miếng Cầm lấy cây tăm lễ ốc Chấm vào nước mắm xả Hi hi, vậy thì ăn nhiều một chút Stephen, chắc cậu cho ăn lần nào hả? Thử đi nha, ngon lắm đó. Lệ ân cần mời mọc. Đúng đó, Stephen, thử một con cho biết đi. Không tin, nhìn gì tuyến kìa. Hùng phụ họa, hì hì, các người cứ tự nhiên đi. Cầm ly bia hấp, lấy khăn chủi miệng. Stephen đứng lên, vuốt lại mái tóc bước tới. Chí Hùng cũng lật đật đứng lên theo sát. Kẻ đi, nó là vậy. Thấy gái đẹp là tươm tướp ngay. Bên Canada, không ít con gái ngã gục dưới tay nó rồi. Bà Tuyến phát tay, nét mặt kiêu hãnh khoe thành tích con trai. Hi hi, đàn ông là vậy mà, thằng Hùng nhà em cũng y chang. Không biết bên đấy ra sao, chứ bên kia, đàn bà con gái, thấy đàn ông thanh niên nào vừa mắt là tấn công. Nam nữ đè huề mà, sẵn đây mới nói nha. Có lần, tôi với bà bạn cỡ như chị, vào ba kêu rượu uống, mới ngồi chưa nóng đít thì có hai thằng trẻ hơn Steven tới gạ tình một đêm. Vậy chị? Lệ mỉm cười thăm dò. Hi hi, không sao. Ba thằng Steven ngồi xe lăn. Tôi cũng có nhu cầu mà. Tuyến nhún vai. Hi hi, bên này cũng vậy thôi. Cỡ tôi với chị vào ba. Nhỏ hơn Steven hay thằng Hùng nhà tôi cũng dám tới gạ đó. Thấy bà Tuyến hé lộ như gặp được bạn chi kỷ. Ngọc Lệ cũng cởi mở tấm lòng. Hả? Ông xa chị cũng không được hả? Nghe lệ nói Biết mình đã gặp người đồng đạo Bà Tuyến nhỏ giọng Không phải là không được Nhưng đạn dược Thằng cha để dành cho mấy con nhí rồi Tôi chịu trời lắm Ông ăn trà thì ban nem thôi Hơn nữa Mấy thằng nhóc thời bây giờ Cái gì cũng dành sáu câu vọng cổ Này tôi biết có chỗ quen 20 là lớn nhất Hi hi 12, 13 cũng có nếu chị muốn Sao hả Có muốn thử cho biết không Đảm bảo à, không chỉ sẽ phê tới bến luôn hi. Dòng điệu của Ngọc Lệ trở nên hư đốn, mặt nạ đạo mạo đạo đức hoàn toàn biến mất. 12-13, chuối cau có gì phê chứ? Tuyến có chút thất vọng, nhỏ thì nhỏ một chút, nhưng mà đường lưỡi nó hả? Mấy thằng nhóc này à, tuyệt lắm, tụi nó mà yếm à, hi hi. Ngọc Lệ kề tai nói nhỏ. Vậy sao? Bên bển nè, à, mấy thằng Tây à, tuy là chuối to tổ quả, nhưng mà không chịu qua hồn chỗ đó thì hi hi. tôi chưa gặp phải thử cho biết mới được hai mắt kim tuyến sáng rực được rồi để tôi gọi điện lấy hẹn nhưng mà xe vân thì sao ấy tụi nó có cái vui của tụi nó mình có cái vui của mình để tôi lo tuyến phất tay ờ được được ngọc lệ lấy di động ra bấm giang hồng ngọc gia nhập đức lập tuy chức vị chỉ là một trong phó tổng so với trước kia thì kém nhiều nhưng mà vệ lan lam điểm không vì vậy mà rời đi vẫn ở bên cạnh giữa lúc đang cần người nên cả hai đều được đức tổng trọng dụng cả hai nàng vừa làm phụ tá vừa có thể bảo vệ cho toàn bộ ban chấp hành đều là mỹ nữ các phó tổng ái phi đều cùng với hắn qua canada ngay cả phó loan cũng bay qua đó đức lập cần thơ và lãnh cao hiện nay do hồng ngọc tạm thời điều hành tuy ngày nay có thể online họp trực tuyến điều hành công việc nhưng có những chuyện phải đích thân nhìn nghe vì vậy mà sáng nàng ở cần thơ chiều có mặt tại lãnh cao vô cùng bận rộn vệ lan lam điền dĩ nhiên luôn bên cạnh hơn nữa còn có thu lan vừa học việc vừa phụ giúp không hiểu thì thôi nhưng khi hiểu được hoàn cảnh của thu lan chút gút mắt của hồng ngọc vệ lan lam điểm đều tan biến mấy ngày gần đây cả ba cảm thấy thu lan không tệ hơn nữa còn rất hợp gu nên càng lúc càng thân Hôm nay là sinh nhật của Lam Điền Nên Hồng Ngọc quyết định Đến đây ăn bữa cơm chúc mừng Đồng thời bàn công việc ngày mai Xuống lòng Xuyên Tham quan mảnh đất dùng để xây móng công xưởng Bốn nàng vừa ăn Vừa nói chuyện như bắp giang Chuyện cười khúc khích Hồng Ngọc cứ giam ba câu Là đem Đức Tổng ra Mắng nhức đủ điều Về Lan Lam Điểm Thu Lan Nhìn nhau bấm bụng nhịn cười Cả ba đi quốc trong bụng của Hồng Ngọc Càng mắng có nghĩa là càng yêu có thấy chiếc du thuyền mà mọi người ở đây ai cũng bàn tán không? Là của anh ta mua đó. 100% là để kim ốc tàng tiểu. Các người có biết không? Ngoài Tú Nhi, Tuyết Yến, Thụy Vũ hắn còn nhiều lắm. Thật là khó hiểu nha. Hắn đâu có gì đặc biệt chứ. Vậy mà làm như là trên đời này hết đàn ông rồi vậy. Hồng Ngọc chề môi, trong lòng rất ấm ức. Trên xe hôm đó, hắn ôm, hắn nghịch, hắn hôn, hắn hít nàng. Vậy mà sau này, mỗi lần gặp, làm như là người mất trí nhớ vậy. Không có cửa đâu. Nàng đang đợi hắn về, quyết làm cho ra lẽ. Hắn coi thường nàng là ai chứ? Thì hà hà, nhìn không được nữa. Vệ Lan lam điểm, ôm bụng cười. Thu Lan thì cúi mặt, vai run run, cắn môi cố nhịn. Cười, cười cái gì mà cười, không phải sao? À, hiểu rồi, có phải hai người cũng có ý? Biết vệ Lan lam điểm, hiểu tâm sự mình. Hồng Ngọc ngượng đỏ mặt, trừng mắt trả đũa. Không, không phải nha, làm gì có chuyện đó. Đến lượt vệ lan lam điểm đỏ mặt, liên tục xua tay, lắc đầu. Hi hi, đừng chối nha. Hồng Ngọc còn muốn trêu chọc thêm, thì ngay bây giờ có tiếng hì, chào hỏi khiến bốn nàng giật mình, ngẩng mặt nhìn. Thấy hai người đàn ông, dáng tào nhã, lịch sự, nhìn cả bọn mỉm cười. Ý, hai ông là... Tưởng hai người này là khách hàng của công ty. Hồng Ngọc gật đầu lịch sự chào lại. Tôi là Steven Vũ, vừa từ Canada về. Đây là bạn tôi, Chí Hùng. Chúng tôi ngồi bàn bên. Thấy bàn bên này nói chuyện vui vẻ, nên muốn được làm quen trò chuyện. Không phiền các cô chứ. Steven Vũ mỉm cười. Thái độ cử chỉ vô cùng phong nhã. Hì, mỉm cười. Chí Hùng giơ tay chào. Thấy em nào em nấy, cũng bá cháy. Trong bụng gã hấn hở. Chỉ cần các em biết Steven là kỹ sư Việt Kiều về đây, đầu tư, và mình là bác sĩ phó giám đốc của bệnh viện đa khoa Giang, thì cưa các em không có khó gì. Mời hai anh ngồi, hai mắt với bể lan, lam điểm hồng ngọc, lịch sự đứng lên mời. Nàng cũng là vì, nghĩ đến hai người chị em, lâu nay, theo bên cạnh, nên gần băm rồi, mà vẫn chưa có bạn trai. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Hồng Ngọc cảm thấy áy náy. Vì vậy, thấy nhìn thấy Seven và Hùng tướng tá không tệ. Ăn nói thì lịch sự, nên muốn vệ Lan và Lam Điểm có cơ hội Nghe người đẹp mở miệng mời ngồi Hùng liền phất tay Phục vụ nhanh chóng lấy thêm hai ghế để ở đằng sau Bàn hình chữ nhật Chỉ có bốn ghế thành thử ở một đầu Bên trái Steven là Hùng Ngọc Bên phải là Lam Điển Đầu bên kia phải Hùng là Thu Lan Bên trái là Bệ Lan Các cô làm việc trong thể chế Tôi làm việc ở bệnh viện An Giang Xin chỉ dạy Đã chuẩn bị sẵn Hùng hãnh diện lấy danh thiếp đưa ra Khiêm tốn với cụm từ xin chỉ dạy. Từ miệng nói mình là phó giám đốc, có vẻ khoe khoang ngấu trĩ, nhưng đưa danh thiếp thì khác, rất là tào nhã, có phong thái của người trí thức thành đạt. Danh thiếp của tôi, nhưng không còn tốt nữa. Đã từ trước rồi vì về Việt Nam mở công ty điện tử ở Long Xuyên. Stephen Vũ cũng đưa danh thiếp của mình. Cụm từ Vice President bên Montreal cũng rất dọa người. Gã tin rằng ở đây cũng không ngoại lệ. Thật ngại quá, Bốn chị em chúng tôi không có giành thiếp Để tôi giới thiệu nha Đây là Thu Lan, Lam Điểm Vệ Lan Còn tôi là Hồng Ngọc Theo phép lịch sự, người ta đưa danh thiếp Bốn nàng đưa tay tiếp lấy Mắt liếc nhìn Không phải hàng chữ Voice Passion Mà là tên SVL Và sâu sở Khiến các nàng sửng sốt Đây không phải là SVL Và sâu Hai công ty mà hắn sắp rời sản xuất Về đây hay sao Người này là phó tổng giám đốc từ chức, về đây mở công ty. Đức Tổng vừa qua tới, người này liền từ chức. Là người lanh trí, Giang Hồng Ngọc cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bởi vậy, liền trao đổi ánh mắt với vệ Lan, Lam Điển, Thu Lan. Thay vì lấy danh thiếp của mình ra trao đổi, nàng nói không có. Các cô là người ở đây à? Hùng nhìn vệ Lan mỉm cười, gợi chuyện. Gã thầm nghĩ, nhìn mấy em này, ăn mặc thì hàng hiệu, dùng iPhone 14. Nhìn thấy sang rồi, không giống nhân viên quèn Vậy mà không có giành thiếp. Rất có thể là gái gọi hạng sang đây. Chắc là như vậy rồi. Thời buổi này, người có chút mặt mũi, ai lại không mang giành thiếp. Cào lãnh, vệ lan lạnh nhạt, cọc lốc đáp. Tuy Hùng có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt của gá làm sao ấy khiến cho nàng không có thiện cảm chút nào. Một cách gián tiếp, nói với Hồng Ngọc đừng nhiều chuyện nữa. Hì hì, xin lỗi nhé. Người chị em này của tôi là vậy đó. Không khéo nói chuyện. Nhìn ra vệ lan có vẻ không có cảm tình với Hùng Hồng Ngọc cười giản là Ở Cao Lãnh á Vậy có biết Đức Cố Vấn không À anh ta là chủ tịch huyện Hùng đầu nghi các em là gái gọi cao cấp Hùng hỏi tới Nếu trả lời u ớ, Thì đúng là chính hiệu rồi Gã sẽ từ từ nhập đề thôi Anh nói Trần Đức phải không Bây giờ là Đức Bí Tịch của huyện Châu Bò Ở Lãnh Cao ít ai không biết Nghe nói anh ta được Bí Thư Giang Giang Điểm danh làm cố vấn miệng mỉm cười trong lòng hồng ngọc thấy chua chua tuy vậy nhưng từ khóe mắt nàng thấy nét mặt của steven đổi sắc sở dĩ nàng đặc biệt lưu ý steven là vì hai cái tên svl và sâu sở trần trí hùng chỉ biết steven về đây đầu tư ngay cả trình quốc huy cũng không biết steven vì mâu thuẫn gia tài mà giáp tâm trả thù lão muốn ném đá giấu tay lợi dụng cha con trần thế minh tạt nước bẩn lên người và đá Stephen ra ngoài Để dọn đường cho Trình Quốc Cường Một mình cưa đổ thủy lung linh Hì hì, cố vấn cái gì chứ Là bạn trai thì đúng hơn Giọng Trần Trí Hùng, nửa ganh tị Nửa hâm mộ, pha chút mỉa mai Bí thư giang giang là phụ nữ à Nghe giọng điệu hai người Nói hình như còn trẻ Không nhịn được cười, Stephen buồn miệng hỏi Trong đầu gã đầy nghi hoặc Không biết Trần Đức này Và thằng Trần Đức kia Có thể nào là cùng một người Gã nhớ lần đầu gặp ở nhà hàng trong khu Via e. Montreal. Bên cạnh thằng kia rất nhiều mỹ nữ dính xà nẹo. Còn có người mang bầu bụng to thì có lý do nào nó là bạn trai của Bí Thư Giang Giang. Hơn nữa, theo gã được biết, Bí Thư là người cầm đầu của một tỉnh. Trẻ nhất cũng là một phụ nữ trung niên. Có lý nào là bạn trai của thằng kia được cho nên gã nghĩ không ra. Hi hi, không những trẻ mà còn đẹp nữa. Cũng như các cô đây, chưa hết đâu, còn là ái nữ độc nhất của Chủ tịch Quy Hát. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ bí thư thì từng là thiếu tướng cục trưởng cục C03. Thông tin này tuy không phải là cơ mật gì nhưng ít ai biết được cho nên mới nói ra. Tên Trần Đức kia đúng là tổ tiên mà táng hàm rồng mà. Trần Trí Hùng hé lộ tin mục đích để khoe một cách gián tiếp với các em dân nữ ngoài thân phận phó giám đốc bệnh viện gã là con trai của phó chủ tịch tỉnh. Bốn nàng nhìn nhau cười mỉm. Ai cũng nghĩ trong đầu không biết tên này, khám phá ra chủ của chiếc du thuyền này là ai. Trên đó, có những ai thì không biết gã sẽ nghĩ gì nữa. Sắc mặt của Steven càng lúc càng khó coi. Tuy không hiểu lắm về thể chế, nhưng gã cũng biết được, bác hai của mình là thứ trưởng, so với bạn trai của nó là bí thư tỉnh ủy, còn là con gái của chủ tịch QH thì nhất định không thể đánh đồng như vậy, muốn lấy thế đè người thì chẳng khác nào nằm mơ. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy có chút lo ngại, nhưng nghĩ lại chỉ cần cưới được Jessica, có tiền thì có quyền, vậy thì không cần phải e dè thằng chó nào. Hùng Steven thức ăn đem lên rồi. Ngay bây giờ, Ngọc Lệ và Kim Tuyến bước tới, mỉm cười gật đầu chào. Chào các cô nha, thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ với các cô, chắc là làm quen được bạn rồi ha. Miệng cười, bà Tuyến âm thầm quan sát, thấy nàng nào cũng xinh. À để tôi giới thiệu, đây là mẹ tôi Ngọc Lệ và dì Tuyến Mẹ của Stephen Cũng vừa từ Canada về chơi Hùng giới thiệu Xin chào, cả bốn nàng nhộm người mỉm cười gật đầu Tôi có đề nghị này Hay là cho chúng tôi cơ hội Mời các cô cùng lên sky SkyBike Uống nước nghe nhạc Ngắm Cần Thơ về đêm What do you think Steven? Hùng sổ tiếng Anh, thân thiết mời mọc Ok, good idea Steven trở về với thực tại Đúng đó, mới 9 giờ thôi Hay là mời các cô qua bàn bên kia Cùng nhau nói chuyện cho vui Nữa cùng nhau đi ski ba Biết ý con trai Ngọc Lệ niềm nở níu kéo Cảm ơn gì, nhưng xin hẹn khi khác Chúng tôi phải về Ngày mai phải đi làm sớm Ao, thì ra danh thiếp ở đây Mà cứ tưởng quên để ở nhà Hồng Ngọc từ chối khéo Cầm tấm danh thiếp của mình để trên bàn Duy nhất một tấm thôi Vệ Lan lam điểm, thu Lan phớt lở bước qua quẻ tính tiền. Các vị, nếu có dịp gặp lại, mỉm cười hồng ngọc một lần nữa gật đầu chào, quay người bước đi. Trần Trí Hùng nhìn theo ngẩn ngơ, sờ vần vũ thì ghé mắt, nhìn tấm thiệp, hàng chữ trên đó khiến gã sửng sốt. Mấy cô gái này chắc là con gái nhà giàu, nếu không chắc cũng có địa vị. Chiếc xe họ lái không rẻ đâu, họ có nói làm gì không? Nhìn bốn nàng lên chiếc xe Audi A745 TFSI, lệ tò mò. Có đưa danh thiếp à? Đọc là biết chứ gì? Đâu? Đưa mẹ xem nào. Kim Tuyến giật lấy tấm danh thiếp trên tay. Steven ghé mắt nhìn. Ngọc Lê cũng ghé mắt nhìn ké. Đức Lập Đồng Tháp. Trụ sở chính Đức Lập Cần Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Phó Tổng Giám Đốc Dương Hồng Ngọc. Điện thoại, email. Cũng như trong bộ máy chính quyền. Một chủ tịch, đôi khi có đến ba phó chủ tịch. Hắn là Tổng Giám Đốc Đức Lập. Nhưng năm khi mười họa mới xuất hiện bởi vậy mà loan coi như là tổng dưới là tứ đại mỹ nhân tú nhi tuyết yến thụy vũ cũng là bốn phó tướng với đà phát triển hiện nay việc nhiều hơn người nâng hồng ngọc lên vị trí phó tổng thứ năm cũng là chuyện hợp lý mà được cung cấp xe xịn như audi làm phương tiện di chuyển là một phúc lợi của hồng ngọc có lý nào các nàng phó tổng ái phi còn thúy ái tâm đoàn nhung nữa với chức vụ giám đốc thôi đều được cấp không những mercedes thì BMW hoặc là Lexus mà đưa cho Hồng Ngọc Honda hay Toyota, coi không được chút nào hết. Wow, trẻ đẹp như vậy mà đã là phó tổng giám đốc rồi. Công ty Đức Lập, quá, tên này nghe quen quen nha Hùng. Ngọc Lệ quay nhìn, ánh mắt mơ hồ, cố nhớ, mang máng trong đầu, đã có nghe qua rồi. Là của Đức Cố Vấn đó, tối nay mình gọi cho ba biết. Nét mặt trịnh trọng, Hùng nói nhỏ, trong bụng có chút lo lắng. Gá đăng cố nhớ lại, vừa rồi, mình có nói gì mạo phạm phò mã gia của chủ tịch Quý Hát không? Về khách sạn rồi nói, trong lúc hai mẹ con Lệ Hùng xù xì, Steven nói nhỏ với Kim Tuyến, Tuyến nhìn Lệ háy mắt, chuyện đâu còn có đó, thịt chó khác có mắm tôm, bây giờ phải đi hưởng thụ trước đã. Lúc nãy, nghe Lệ diễn tả, Tuyến cảm thấy máu dê chạy dần trong người rồi, người dạo dực muốn giải tỏa quá. Ờ phải, hồi nãy, có bà bạn biết mẹ, có người quen từ Canada về nên mời mình lát nữa tới nhà. Con và Stephen đi chơi đi ha. Cũng được. Hùng nhìn Steven này mắt. Đi chơi với hai bà má. Chán chết luôn. Ok. Mẹ nhớ cẩn thận nha. Steven cũng đang có ý này. Hi hi. Steven đừng lo quá mà. Cứ đi chơi cho vui đi. Chị Tuyến để tôi tiếp đãi. Ngọc Lệ hớn hở. Nói để Steven yên tâm. Hoàn nghênh hoan nghênh. Nhận được điện của chị. Tôi đã chuẩn bị hết rồi đảm bảo vừa lòng vừa thấy ngọc lệ chúc cười híp mắt đon đả mời ngọc lệ không giới thiệu người đi theo là ai nhưng không cần hỏi người ta tới đây bỏ tiền ra để hưởng lạc thú là đủ rồi có hàng hay trò vui mới gì không giới thiệu đi giá cả không thành vấn đề miễn bạn của người bạn của tôi hài lòng là được vừa vào tới phòng dành cho mình chưa kịp ngồi xuống ngọc lệ phất tay dõng dạc nói hì hì chị lệ là khách quen thì phải có cho mới lạ cho khách quen chứ nhưng mà không biết chị có thích hay không thôi nà o -da. chúc cười híp mắt ấy thôi đi đông người không tiện lệ lắc đầu không phải đâu hì hì hai cặp thôi tôi có chiêu mộ được hai anh chàng điển trai sạch sẽ tướng tá sang trọng là khách muốn tìm cảm giác lạ hai chị cũng muốn tìm cảm giác lạ mà phải không Bốn người đều đeo mặt nạ, không ai nhận ra ai. Tha hồ mà quần thảo hì hì, sao hả? Đẹp trai sạch sẽ, có thật mới nói nha. Nghe chúc má mình nói một hồi, Ngọc Lệ động lòng. Bảo đám một nghìn phần trăm, tin tôi đi, hàng tốt mới đưa cho nó. Chị là khách quen mà, sao hả? Nếu ok thì tôi chuẩn bị, hai chị vào phòng tắm rửa trước đi. Tôi đi báo với hai thanh niên kia. Hì hì, nhìn mặt, biết Ngọc Lệ, nghe mình nói đã cảm thấy thốn thốn rồi. Chúc thúc giục. Sao hả chị Tuyến? Lẹ nhìn Tuyến hỏi ý. Ok, chị sao tôi vậy? Chị Tuyến cũng động lòng. Hi hi, nhớ nha. Nguyên tắc là như vậy. Lúc nào cũng đeo mặt lạ. Tuyệt đối im lặng. Thoải mái mà hành sự luôn. Ok, nếu phá luật, sẽ trả tiền gấp 5 lần. Chờ chút nha, tôi đi chuẩn bị. Trúc Hoa hớn te te đi ra ngoài. Đèn trong phòng rất mờ. Giữa phòng, hai tấm đệm đôi được kê sát vào nhau, tạo thành một chiếc giường lớn. Trên giường, hai cặp nam nữ đang không mảnh vải che đậy, quấn quýt bên nhau. Trên mặt mỗi người được bao trùm, chỉ chừa ra cái miệng để tiện cho việc hôn thôi. Không được nói chuyện, đây là nguyên tắc của trò chơi. Cho đến lúc mà hạ màn, nếu trong lúc hành sự vừa ý nhau và có ý muốn hẹn hò để tiếp tục thì gỡ mặt nạ xuống, còn ngược lại thì coi như là một giấc mơ bốn người vào cuộc hỗn chiến chín sáu sáu chín Nhạo sàn nhạo đủ kiểu kèn sáo tung rời Steven vũ không ngờ đàn bà việt nam cũng phóng khoáng không kém đàn bà tây nghe má mì nói hai người đàn bà này có sinh lý rất mạnh hai ông chồng không thỏa mãn được nên tìm đến chỗ này tuy là có tuổi một chút nhưng không sao hết quan trọng là có cảm giác vợ người ta một trăm thằng đàn ông thì hết chín mươi chín thằng thích gian díu vợ người khác. Kế bên, thằng Hùng cũng thế, trò chơi này quá đã, đã hai lần đổi người rồi. Cũng may, trước khi lâm trận, gã vào toà như vậy mới không bị mất mặt. Có điều hiện giờ, Hùng không thể tưởng tượng hai người phụ nữ này là mẹ hắn và dì Kim Tuyến. Steven có khác gì đâu, cứ chơi cho thỏa thích, nghĩ vậy nên kiềm không được, hơn nữa kiềm làm cái gì. Xong việc, bốn người yên lặng không nói một lời theo quy tắc của trò chơi chờ tái chiến nhưng mà chưa được hai phút thì hai bà không yên phận sao có thể lãng phí chứ oh good baby hả có người nói tiếng anh là giọng nói quen thuộc bà tuyến hết hồn theo phản xạ tự nhiên kéo mặt nạ xuống nhìn cho rõ đang phê như con tê tê nghe có người gọi tên mình steven hết hồn lấy tay giật mặt nạ ra mẹ con hai mẹ con ngọc lệ hùng đồng thời bốn người thộn mặt nhìn nhau á khẩu thì ra nãy giờ